Hàng xóm của Nam Chính hơi kỳ lạ, mỗi ngày vào đêm khuya anh ta đều phát ra tiếng giết gà, khiến người ta nghe đến nổi da gà. Quỷ dị hơn là ngày hôm sau anh ta sẽ mang xác của động vật treo trước cửa sổ nhà Nam Chính. Con gái nhìn thấy bị dọa đến ngất xỉu. Điều này đã khiến Nam Chính tức giận, anh ta quyết định tìm hàng xóm nói chuyện. Nhưng khi vừa vào nhà hàng xóm, anh ta đã ngửi được mùi xác phân hủy hôi thối. Bên cạnh còn có một tòa núi giả, trên đó có hình những gương mặt người đau khổ, khắp mọi nơi đều cắm đầy giá chữ thập ngược, không khí chết chóc bao trùm. Nam Chính lấy can đảm gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Anh ta cẩn thận đi vào phòng, trên đất ẩm ướt nhớp nháp, cả phòng đầy mùi máu tươi. Nhìn lên trên trần nhà treo đầy xác động vật, Nam Chính hoảng hốt. Bỗng nhiên hàng xóm xuất hiện sau lưng anh ta lạnh lùng nhìn Nam Chính. Nam Chính nói chuyện với đối phương, hàng xóm lại không nói gì cả, đáng sợ quá, trực tiếp dọa Nam Chính chạy mất dép. Đêm hôm ấy, Nam Chính và vợ lại bị tỉnh giấc do tiếng giết động vật của hàng xóm, con cái cũng không ngủ được. Nam Chính không chịu nổi nữa, anh ta báo cảnh sát, nhưng ai mà biết rằng hàng xóm lại biến thành người bình thường. Anh ta cúi đầu xin lỗi, nói rằng bản thân đang dệt vải, không phải cố ý đâu, thái độ vô cùng chân thành. Đây rõ ràng là nói lung tung mà, mới sáng Nam Chính còn thấy trong nhà hắn ta đầy thi thể. Anh ta dắt cảnh sát vào điều tra, nhưng mùi hôi thối của xác chết đã không còn, những vết máu cũng biến mất, chỉ có bàn máy may và máy dệt đang hoạt động. Nam Chính cố gắng giải thích nhưng mà không đủ chứng cứ, cảnh sát cũng chỉ đành rời đi. Sau khi từ nhà hàng xóm trở về, Nam Chính cũng trở nên kỳ lạ. Ban đêm, khi con gái nhỏ đang ngủ, có người kéo chăn của cô bé. Cô con gái thức dậy nhưng lại bị đẩy mạnh lên giường, thế mà lại là bố mình. Bố như biến thành người khác, ánh mắt quét một lượt khắp người con gái, còn sờ mặt cô bé, sau đó từ từ rời đi. Cô bé bị dọa đến bật khóc. Ngày hôm sau, Nam Chính đến bàn ăn, sắc mặt rất bình thường, còn cười chào hỏi với con gái như chưa hề xảy ra chuyện gì. Con gái tức giận bỏ đi. Sau đó, vợ Nam Chính cũng thay đổi, cô như con quỷ đói, nhét hết thức ăn vào miệng, cố gắng nhai ngốn, gân cổ nổi hết cả lên. Lúc này, con trai ói thức ăn ra, nói rằng đồ ăn mặn quá. Mẹ lạnh lùng nhìn cậu bé, lấy tay bốc thức ăn, liều mạng nhồi vào miệng, đến nổi miệng không nhét được nữa, liền duỗi tay ra kêu con trai nuốt đi. Con trai hốt hoảng, hôm nay mẹ thật kỳ lạ. Nam Chính vội gỡ gạt, nói rằng không ngon thì đừng ăn nữa. Nhưng bỗng vợ tức giận, thẳng tay lật đổ mâm cơm. Cô ta tức giận đập bàn, mắng con trai, nhìn bộ dáng như sắp nuốt con mình tới nơi. Cả nhà ngây người ra, hằng ngày mẹ rất dịu dàng này trở nên rất kỳ lạ. Đêm đến, Nam Chính tìm vợ mình, hỏi vợ tại sao sáng lại tức giận. Nhưng vợ lại nói sáng sớm mình đi thăm bạn mà, vốn dĩ đâu có ở nhà đâu. Kỳ lạ, vậy người sáng nay là ai? Sự việc ngày càng kỳ lạ, con gái lớn của Nam Chính đang tắm, bỗng nghe tiếng gõ cửa, cô lau lớp xương đi, bỗng em gái mình xuất hiện sau kính, nhìn cô rất kỳ lạ, còn kêu chị giết hết người trong nhà đi. Chị cảm thấy thắc mắc, cô chạy đến trước cửa phòng em gái, cô hỏi nãy em gái nói thế là ý gì, mẹ lại nói, nãy giờ mình ngồi trong phòng, đâu có ra ngoài đâu. Sau đó, bỗng cô kéo chị vào phòng, kêu chị ngủ cùng mình, vì hôm qua bố đã kéo chăn của mình, cô hơi sợ. Vừa nói xong, bỗng bố xông vào phòng, ông lấy dao dọc giấy lên bàn ra, bước từng bước đến gần hai chị em. Hai người thấy có gì đó không ổn, vội đẩy bố ra, sau đó chạy, nhưng Nam Chính lại xuất hiện trước mặt họ, sau đó nắm đầu, thẳng tay ném cô xuống lầu. Con gái lớn ngất đi, Nam Chính đến phòng bếp, lấy cây búa ra, rồi lại đến cầu thang, chuẩn bị đánh ngất con gái lớn. Con gái nhỏ chạy đến, cô bé lấy chảo phang bố, Nam Chính lại không hề hấn gì, còn lấy búa đánh lại. Nhưng lúc này điều đáng sợ hơn đã đến, phía dưới lầu lại có tiếng của bố truyền đến. Sau khi người bố trước mặt nghe được tiếng liền bỏ đi, dưới cầu thang bố đi lên, ông bị tiếng đấu đá đánh thức, hai đứa con gái hốt hoảng cực kỳ, rốt cuộc ai là thật ai là giả, vậy người vừa rồi là ai? Lúc này có người nhặt búa lên, vợ của Nam Chính đã đến, nhưng cô gái giơ búa lên đi về phía Nam Chính, nhưng lại đánh về phía con gái. Nam Chính liền bảo vệ con mình, đánh hẳn vài cú, đến khi Nam Chính ngã ra đất cô ta mới dừng tay. Cô ta thu lại nụ cười, quay đầu đi vào phòng. Chuyện vẫn chưa xong, dưới lầu lại xuất hiện một người vợ y như vậy. Cô ta rất ngạc nhiên đi lên lầu, Nam Chính vô cùng sợ hãi, anh ta hốt hoảng nhìn vợ mình, sau đó đi vào phòng. Kết quả là, người vợ vừa vào phòng lúc nãy, bỗng đã biến đâu mất tiêu. Lúc này mọi người mới hiểu, có một ác ma đã đột nhập vào nhà, nó rất giàu hoạt, có thể biến thành bất cứ ai trong nhà. Nam Chính mau chóng gọi cho em trai, cậu ta là một cha xứ, có thể trừ ma. Rất nhanh, cha xứ đã đến nhà Nam Chính, sau khi nghe xong, cha xứ quyết định buổi tối mọi người sẽ ngủ cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nửa đêm 2 giờ rưỡi, bỗng con trai Nam Chính thức dậy tự mình đi vệ sinh. Nhưng lúc này, ác ma lại biến thành hình dáng con trai, cầm dao đi ra. Cậu bé đi về hướng cha xứ, cậu bé cầm dao lên, đâm về hướng cha xứ. Nhưng bỗng chị gái tỉnh dậy, ác ma chỉ đành tạm thời bỏ cuộc. Ngày hôm sau, cha xứ mở camera ra, nhìn thấy hành động của ác ma. Anh ta xác định, tên ác ma này rất giàu hoạt, có thể biến thành bất kỳ ai. Đây là một tên ác ma khó trị, chưa chắc cha xứ có thể bắt được nó. Anh ta mời thầy của mình đến, nhờ ông bắt ma dùm. Trước khi đi, anh ta âm thầm nói với Nam Chính, hôm qua anh ta đã lén đổ nước thánh vào bình nước, sáng hôm nay, người duy nhất không uống nước thánh, chỉ có con gái lớn, điều này cho thấy ác ma đã trốn trên người cô bé. Anh ta dặn dò Nam Chính, trước khi anh ta trở lại, nhất định phải quan sát cô bé.
Không lâu sau, cậu em đến sân bay đón thầy của mình, nhưng cha xứ hốt hoảng phát hiện vốn dĩ thầy không có kêu anh đến sân bay đón, chính tên ác ma đã giả giọng của thầy, dùng kế điệu hổ ly sơn. Cha xứ mau chóng đưa thầy về nhà, nhưng không ngờ rằng trên đường xuất hiện một bầy quạ, đâm vào kính xe. Cha xứ không cẩn thận liền xảy ra tai nạn, xe rơi xuống vực, mọi người đều ngất xỉu. Mặt khác, ác ma đã bắt đầu giết người. Con gái nhỏ của nam chính đến nhà kho lấy tượng Đức Mẹ, nhưng bỗng nhiên đèn chớp tắt, sau đó vụt tắt hẳn. Cô gái nhỏ mở đèn pin trên điện thoại lên, bỗng có một sức mạnh nào đó hút cô đi, hút cô vào trong ống khói. Cửa ống khói tự động đóng lại, thiêu cháy cô trong đó. Bên trong nhà, nam chính đang sốt ruột chờ cha xứ về, con gái lớn lại xuất hiện, nói rằng không thấy em gái đâu, muốn ra ngoài tìm cô bé. Nam chính nhớ đến lời dặn dò của cha xứ, không thể để con gái lớn ra khỏi nhà, ông chỉ đành đánh cô bé ngất đi, sau đó cột chặt cô trên giường. Lúc này, cha xứ mặt đầy máu đã trở về, anh ta đi vào phòng, con gái lớn của nam chính đang đau khổ cầu cứu. Cha xứ nói, đây là âm mưu của ác ma, cho dù cô bé kêu to đến đâu, cũng đừng phá hủy nghi thức trừ tà này. Sau đó, cả căn phòng thắp đầy nến, cha xứ lấy ly thánh ra, đổ nước thánh lên người con gái. Sau đó đặt thánh giá lên ngực cô bé, kêu nam chính giữ chặt chân cô bé. Ông lấy roi ra, đánh vào người con gái lớn. Cô bé đau đến sắp chết. Nhưng lúc này tại hiện trường xảy ra tai nạn, có người còn đang hôn mê. Người này chính là cha xứ. Không sai, cha xứ trong nhà chính là ác ma đó. Nhưng khi biết được thì đã quá muộn rồi. Con gái lớn của nam chính đã đầy vết thương. Ác ma còn dùng kế, khiến nam chính tưởng rằng vợ mới là ác ma. Kết quả nam chính đánh ngất vợ mình. Cho đến lúc này, cuối cùng tên ác ma đã lộ ra bộ mặt thật. Hắn không che giấu nữa, lập tức tấn công nam chính. Hắn cầm miếng thủy tinh lên, định giết chết nam chính. Nhưng bỗng nhiên, một đoạn kinh thánh truyền đến bên tai ác ma. Cuối cùng cha xứ thật sự đã đến. Tên ác ma cũng dần dần biến mất. Hai người xuống căn phòng dưới nhà tìm được con trai nam chính đang trốn. Nhưng lúc này, con gái lớn của nam chính cũng đi xuống, bộ dáng đầy vết thương, nhưng không thể gạt được cha xứ. Anh ta dùng tấm gương bên cạnh dọi cô bé, cả người cô liền bốc khói. Điều này nói rằng tên ác ma vẫn chưa chết, nó còn đang trốn trên người cô. Cha xứ lại đọc kinh thánh lần nữa, nhưng ác ma vẫn rất mạnh, nó còn đốt cháy cả tấm gương. Cha xứ nhanh chóng bị ác ma đè xuống, nam chính đang tìm bình nước thánh, dưới lên lưng ác ma, làm nó bị thương, nhưng vẫn không thể giết chết nó. Cô ta quay đầu lại đứng lên, nắm lấy cổ nam chính. Cuối cùng, cha xứ chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng của mình. Anh ta lại đọc kinh thánh lần nữa, chỉ thấy một làn khói đen bay ra từ người cô bé, xông thẳng vào người cha xứ, hợp làm một với cha xứ. Cha xứ lấy thanh kiếm thánh, ném đến trước mặt nam chính. Không sai, anh ta muốn lôi ác ma chết cùng mình. Cuối cùng, cha xứ bị kiếm thánh đâm xuyên, ác ma cũng bị phong ấn trong thanh kiếm. Sau khi cha xứ chết, trên mặt còn treo một nét cười, anh ta đã hoàn thành sứ mệnh của cha xứ, cũng đã bảo vệ tính mạng của cả nhà. Với anh ta mà nói, có lẽ đây là trốn trở về tốt nhất.